một chiều khối óc cùng dòng máu Việt Nam. Đây hương đạo vương, đây lý lệ trần, 4000 năm chưa một lần khôi phục. Xuống núi, anh em ta về xuống núi. Tổ quốc đang đây, xưa có đây tận miền biên dân. An Eagle Scout! Thank you so much to all of our distinguished guests. Please return to your seats. Mời mời quý vị đứng ngay để nhập của mình. Chúc là không còn việc đâu. Ủy ban xây dựng tượng đài bác sĩ Đặng Thiện Hưng chúc mừng đồng chí. Gentlemen, distinguished guests, on the behalf of Heroes of South Vietnam Memorial Foundation, I thank all of you for coming here today for the dedication ceremony of the Vietnam War Memorial in Arlington, Texas. Hi, Susan Bowman. Today. You can say something with the Vietnamese viewer on the day, the opening, the statue of the Vietnamese and American soldier. The Vietnamese, the Americans coming together as one. It's incredible. We were supposed to jump Dr. Dang in today, but the weather wasn't acceptable. We're going to make sure we give him a rain check. But I'm so proud to be here today with all the forces from Vietnam, American, all of our veterans. I mean, war torn many, many years ago. Thousands lost their lives. Over 300 Vietnamese have lost their lives. Thousands of U.S. service members
it's time to unite. And that's what we're doing today. That flag, both of them stand for freedom. And I'm so glad to be here for you guys. Hua. Thưa quý khán giả của Sài Gòn TV 55 chúng ta, mặc dù rất là bận rộn trong ngày lễ khánh thành tượng đài thương tiếc Việt Mỹ, nhưng chúng tôi cũng đã thu xếp để gặp được bác sĩ Đặng Thành Hưng, chủ tịch ủy ban xây dựng tượng đài. Chào bác sĩ. Thưa bác sĩ, cho khán thính giả của Sài Gòn TV biết đôi lòng cảm tưởng cũng như suy nghĩ của bác sĩ về cái ngày trọng đại ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, thứ nhất chúng tôi xin được cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ năm nay. Công trình này rất là to lớn và không có một cá nhân hay một chức năng nào, và chúng tôi rất rất vui mừng được sự ủng hộ của toàn thể quý vị. Chúng tôi rất vui mừng để được chơi cho khả năng và điều trị để mà 4 năm qua chúng ta có được tình đại chiến sự Mỹ biên giới, những chiến sĩ cao quý của những chiến sĩ đã kính thưa quý vị, cháu lớn lên ở nước Mỹ và tiếng Việt của cháu không được hay, nên xin quý bác, quý cô chú thông cảm và đừng cười tiếng Việt của cháu. Như bao người Việt Nam thế hệ của cháu sinh ra lớn lên ở nước Mỹ, cháu đã không biết gì về lịch sử nước Việt Nam cũng như về chiến tranh Việt Nam. Cháu chỉ biết ông nội cháu vì là sĩ quan của miền Nam Việt Nam nên đã bị ở tù cộng sản 13 năm. Nhưng từ khi ba cháu bắt đầu chương trình xây cất tượng đài để nhớ ơn người chiến sĩ quân lực Việt Nam, Cộng Hòa và Hoa Kỳ đã chiến đấu trong chiến tranh Việt Nam, cháu mới tìm hiểu thêm về cuộc chiến này và được ba cháu giải thích thêm. Nay cháu đã biết rằng nhờ công lao và hy sinh của biết bao người chiến sĩ đó mà cháu và những người Việt Nam cùng thế hệ mới có cơ hội sinh ra và lớn lên trong tự do ở đất nước này. Cháu đã biết rằng tự do không phải tự nhiên mà có, và biết bao người đã hy sinh và chiến đấu cho tự do. Cháu đã biết rằng đã có bao người Việt Nam phải bỏ nước ra đi tìm tự do, và biết bao người đã chết trên đường tìm tự do. Đó cũng là một trong những lý do mà cháu tình nguyện đi vào quân đội, tiếp tục theo gương của ông nội và của các bác cụ chiến sĩ để tiếp tục bảo vệ tự do, chiến đấu cho quê hương thứ hai này của chúng ta. Cháu xin cảm ơn các bác đã cho cháu có những cơ hội ngày nay. Cháu rất hãnh diện là một người Việt Nam và sẽ cố gắng hết sức làm trọn bổn phận và trách nhiệm của một sĩ quan trong quân lực Hoa Kỳ để đem lại vinh dự cho dân tộc Việt Nam. Xin kính chào. Chiến sĩ Hoa Kỳ và đồng minh khác đã anh dũng can trường hy sinh để bảo vệ tổ quốc. Chúng tôi cũng xin nhắc đến các thương binh Việt Nam Cộng Hòa và những người lính của chúng ta đã một thời hy sinh để bỏ lại tuổi trẻ can trường chấp nhận để bảo quốc an dân. Nguyện xin vâng lên người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa về đây chống giảm cho tấm chân lòng huynh đệ chiến binh. Các anh mãi mãi sống trong lòng chúng tôi. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Well, this is a wonderful ceremony, and it's an honor to recognize the heroes of South Vietnam and the Vietnam War, and it's a wonderful thing. And may all the family members who lost members know that this memorial is for them, and it's very fine. Opportunity to recognize all the people that have sacrificed. It's a remarkably beautiful ceremony, and you're certainly to be congratulated, Pete. It was really extremely wonderful. One of the best one I've ever been to. Well done. Thank you, sir. The ceremony was fantastic. It honored our Vietnamese war heroes and the Americans that worked together, and it was very inspirational. And of course, the statue and memorial itself is incredible. I think it will be a great memorial that will many thousands will look at for generations to come. Thank you, sir. Thưa quý khán giả của Sài Gòn TV 553, chúng tôi vừa gửi đến quý vị phóng sự khánh thành tượng đài thương tiếc Việt Mỹ Dallas Fort Worth. Và hôm nay nhóm làm phim của chúng tôi gồm có Đức Phạm,
Hồng Võ và Thân Hồ sẽ gửi đến quý vị tất cả những hình ảnh mà chúng tôi thông hành hôm nay rất là cảm động nhưng mà cũng vô cùng long trọng. Lần đầu tiên tại Đà Lạt, Hàn Quốc đã có một tượng đài tưởng niệm các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh hy sinh cho đất nước, bảo vệ nhân dân trong cuộc chiến ở miền Nam Việt Nam chống lại Cộng sản xâm lược. Đặc biệt ngày hôm nay chúng tôi có cái chiếc máy bay nhỏ là máy bay drone sẽ bay trên bầu trời và thu toàn cảnh tượng đài. Mong rằng sẽ mang lại những cái hình ảnh ngoạn mục và cũng những thông tin bổ ích cho quý khán thính giả và đồng hương. Đức Phạm, Hồng Võ và Tân Hồ tường trình từ Veteran Park, Arlington, Texas. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Tổ quốc lâm nguy, sương máu này toàn hiện nhân dân. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Quyết bảo vệ sang sáng, ta thề chết cho quê hương. Đây một chiều con tim, đây một chiều khối óc cùng dòng máu Việt Nam. Đây hưng đạo vương, đây lý lệ trần, 4.000 năm chưa một lần khuất phục ngoài xăm.